Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động công đoàn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có ông Huỳnh Văn Chanh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, ông Lê Văn Minh, phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Năm 2023, với việc hoàn thành xuất sắc 16 trên 17 chỉ tiêu được tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao, công đoàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đạt nhiều kết quả nổi bật, đáng ghi nhận. Năm 2023, các cấp công đoàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục thực hiện tốt hoạt động bảo vệ, chăm lo đời sống đoàn viên người lao động. Gần 162.000 lượt công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ với số tiền hơn 68,8 tỷ đồng. 13 đoàn viên người lao động được hỗ trợ máy ấm công đoàn. Ngoài ra có gần 2.300 đoàn viên công đoàn bị chấm dứt hợp đồng lao động và tạm hoãn hợp đồng lao động được hỗ trợ với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh đã gắn biển 3 công trình chào mừng Đại hội 7 Công đoàn tỉnh với tổng số vốn đầu tư 41,75 tỷ đồng. Thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến, toàn tỉnh có 15.040 sáng kiến hợp lệ nộp về chương trình, đạt 108,9% chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra với hơn 520 tỷ đồng làm lợi. Năm 2024, Công đoàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tập trung chủ động nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, thu nhập, tâm tư, nguyện vọng và kịp thời tổ chức hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Tăng cường đối thoại, thương lượng, nâng cao số lượng chất lượng các bản thỏa ước lao động tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên người lao động. Nhân dịp tổng kết công tác năm 2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 8 cờ thi đua và 33 bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua cho 37 tập thể, bằng khen cho 18 tập thể tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2023.